tuyển Việt Nam có thể tạo địa chấn trước đôi hạng 6 thế giới ở tứ kết giải châu Á. Bị đánh giá thấp hơn nhiều, song hy vọng tuyển Futsal Việt Nam sẽ phát huy hết những điểm mạnh của mình khi đối đầu đội hạng 6 thế giới, đương kim vô địch Iran ở tứ kết giải châu Á. Vào chiều nay, mùng 4 tháng 10, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ đương đầu với một thử thách cực đại mang tên Iran, đội bóng có đẳng cấp vượt trội ở châu Á. Đang là đương kim vô địch châu lục và đứng hạng 6 thế giới, xếp trên tuyển Việt Nam 34 bậc. Sức mạnh của Futsal Iran là điều không có gì phải bàn cãi. Trong 15 lần tham dự giải Futsal châu Á, họ tỏ rõ vị thế thống trị với việc vô địch tới 12 lần. Ngay cả ở đấu trường World Cup, Futsal Iran cũng là một trong những đội mạnh thường xuyên tiến sâu. Tại giải đấu Futsal châu Á 2022, dù có nhiều sự thay đổi về lực lượng với một loạt cầu thủ mới lần đầu tiên đá giải châu Á, song đội tuyển Iran vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội tại vòng bảng. Các học trò của huấn luyện viên Vahid Damse ghi đến 24 bàn thắng và chỉ để thủng lưới đúng một lần sau 3 trận. So với mọi đội bóng Futsal ở châu Á thì Iran vượt trội từ kỹ thuật cá nhân, thể lực, lối chơi tập thể lẫn những cá nhân có khả năng gây đột biến. Nói như vậy để thấy rằng bất kể đội nào ở châu Á chắc chắn đều phải xếp cửa dưới mỗi khi phải đụng độ với Iran. Với đội tuyển Futsal Việt Nam, xét về mọi mặt tất nhiên chúng ta không thể so sánh với Iran. Ở 3 trận vòng bảng, các học trò của huấn luyện viên Justoji tương đối tốt, nhưng các cầu thủ vẫn không thể ngăn chặn được sức mạnh tấn công của Nhật Bản tại lượt trận cuối cùng. Ở trận đấu đó, thủ môn Hồ Văn Ý chơi tương đối xuất sắc, nhưng chừng đó là chưa đủ để đội tuyển Việt Nam giữ sạch lưới hoặc thua với tỷ số cách biệt tối thiểu để gặp Indonesia tại tứ kết thay vì Iran. Có một số thống kê rất đáng chú ý về thành tích đối đầu giữa Futsal Việt Nam với Iran. Theo đó, trong 6 lần chạm trán, Futsal Việt Nam ghi được 12 bàn thắng nhưng để thủng lưới tới 59 lần. Tại tứ kết giải Futsal châu Á năm 2014, đội tuyển Futsal Việt Nam để thua 54 dù được thi đấu trên sân nhà. Đến trận bán kết giải châu Á sau đó 2 năm, tuyển Futsal Việt Nam chơi rất hay, thắng cả Nhật Bản ở tứ kết nhưng sau đó vẫn nhận thất bại với cách biệt 1-13 trước Iran. Đây cũng là trận thua đậm nhất trong lịch sử của đội tuyển Futsal Việt Nam. Do Iran quá mạnh nên ở cuộc chiến chiều nay, cơ hội để tuyển Futsal Việt Nam gây bất ngờ không được đánh giá cao. Sẽ không ngạc nhiên nếu thầy trò huấn luyện viên Justoji phải dừng cuộc hành trình ở vòng tứ kết trước các nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, đây là lúc mà các tuyển thủ Việt Nam cần tiếp cận trận đấu với tinh thần thoải mái nhất, đá với sự tự tin, dám chơi bóng trước đối thủ. Có lẽ, kết quả không phải là thứ đáng quan tâm nhất với Futsal Việt Nam ở trận này. Điều quan trọng hơn là các cầu thủ Việt Nam có phát huy được những ưu điểm của mình hay không. Hy vọng với tinh thần không có gì để mất, các cầu thủ sẽ cống hiến một trận hấp dẫn, gây ấn tượng mạnh và tạo được khó khăn cho đội đang xếp hạng 6 thế giới.